xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh Bajai TV. Bajai luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến tất cả quý vị và các bạn. Sau đây là phần tin chi tiết. Liên quan tới những bài viết gây tranh cãi trên mạng xã hội, tài khoản Angela Phương Trinh thừa nhận là đã không khéo, đã diễn đàn cảm xúc của mình. Đồng thời người này gửi lời xin lỗi về những cái phát ngôn khiến cho người xem không vui và xảy ra những cái ý kiến trái chiều. Tài khoản Angela Phương Trinh bày tỏ là sẽ xóa các cái bài viết để tránh gây ra ý kiến trái chiều. Người này viết, Trinh còn nhiều kém dở và đang trên con đường học đạo của mình. Trinh sẽ cẩn trọng hơn trong diễn đạt cảm xúc của mình và mong cả nhà yêu thương và thông cảm cho Trinh. Cũng ở trong bài viết của mình, tài khoản Angela Phương Trinh lên tiếng về những tin đồn liên quan tới mình trong những thời gian vừa qua, đồng thời chia sẻ. Trinh xin chân thành cảm ơn mọi người, cảm ơn những ai đã yêu mến ủng hộ Trinh và cả những cái lời góp ý để Trinh được hoàn thiện bản thân hơn mỗi ngày. Theo ghi nhận thì hiện tại bài viết ở trên fanpage của Angela Phương Trinh có hơn 2,2 triệu lượt theo dõi, đã nhận hơn 5.000 lượt thích sau vài giờ đăng tải. Tuy nhiên, tài khoản này hạn chế phần bình luận cho dòng trạng thái này. Dù vậy, nhiều cư dân mạng đã nhanh chóng chia sẻ cái bài viết ở trên các diễn đàn, trên trang bàn luận truyền showbiz. Lời giải thích của tài khoản của Angela Phương Trinh không thuyết phục được cộng đồng mạng. Nhiều người tỏ thái độ bất bình, cho rằng là cho dù cái trang cá nhân có hàng triệu lượt theo dõi, nhưng mà lại không càng tròn khi mà chia sẻ thông tin. Vậy nên cái việc là lộng ngôn trên mạng xã hội cần bị xử lý thích đáng để làm gương. Một tài khoản bình luận tung hoành ngang dọc cho đã rồi xin lỗi, kịch bản này có lạ gì với mấy người nữa. Người xem khác thì nêu quan điểm, thích gì làm đấy, gây chuyện xong là xin lỗi, thế thì loạn. Một khán giả bày tỏ, phát ngôn linh tinh xong rồi đi xin lỗi, tôi không đồng ý đó, rồi làm sao nào? Xin lỗi là chuyện của em, tha lỗi hay không là chuyện khác. Một khán giả đã nêu quan điểm. Bên cạnh đó thì một cái bộ phận cư dân mạng cho rằng là cơ quan chức năng cần xử lý nghiêm vụ việc để làm gương. Nhiều người còn đề nghị các nhãn hàng đè ngừng hợp tác như một cách cảnh cáo đối với trường hợp người nổi tiếng phát ngôn gây bức xúc ở trong dư luận. Mong cơ quan chức năng vào cuộc xử lý cô này, cư dân mạng viết. Một tài khoản bày tỏ đề nghị nhãn hàng mời bạn này quảng cáo thì dừng lại hết, không thể nữa. Một người xem khác khẳng định tôi sẽ không mua bất cứ hàng hóa nào do cô này làm đại diện. Những ngày qua, Angela Phương Trinh gây bão mạng xã hội với những cái phát ngôn gây tranh cãi. Theo đó, những cái phát ngôn của cô liên quan tới hành giả Thích Minh Tuệ và phương thức tu học Pháp Đầu Đà, khiến cho nhiều khán giả chỉ trích. Trên trang cá nhân, Angela Phương Trinh đã liên tục đăng tải các cái bài viết nêu quan điểm, bài trừ phương pháp tu hành của ông Thích Minh Tuệ bằng những cái lời lẽ nặng nề, giọng điệu gay gắt. Cô mỉa mai khi cho rằng đây là bộ phim và xem ông Thích Minh Tuệ là diễn viên. Thậm chí là cô gọi những cái người mang quan điểm khác mình là giặc, nếu mà ý kiến không giống mình là truyền thông bẩn. Ngày 6 tháng 6 năm 2024, Văn phòng AI, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có thông báo về hình thức kỷ luật đối với Đại đức Thích Nhuận Đức. Thông tin trên Giác Ngộ cho biết, Đại đức Thích Nhuận Đức bị kỷ luật vì những cái video thuyết giảng, nghi lễ ở trên không gian mạng bị dư luận phản ánh cho là phản cảm. Thông tin từ Văn phòng AI Trung ương cho báo Giác Ngộ biết là Giáo hội nghiêm cấm Đại đức Thích Nhuận Đức thuyết giảng trong mọi hình thức trong một năm. Đại đức Thích Nhuận Đức phải sám hối chư tăng và ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, đồng thời bị kỷ luật biệt chúng tổ đình hộ pháp thị xã Phú Mỹ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam giao ban pháp chế Trung ương, ban kiểm soát Trung ương và ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu giám sát cái việc là thi hành kỷ luật đối với Đại đức Thích Nhuận Đức trong vòng một năm. Sau một năm, ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu báo cáo về đạo hạnh, việc hành trì quan nghi giới luật của Đại đức Thích Nhuận Đức. Đó là những cái nội dung kết luận theo thông báo số 223 do Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam vừa ký và thông tin đến báo Giác Ngộ. Trước đó thì ngày 4 tháng 6 năm 2024, lãnh đạo Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, lãnh đạo các ban Hoằng pháp, pháp chế, kiểm soát, thông tin truyền thông và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã có buổi làm việc với Đại đức Thích Nhuận Đức tại Thiền viện Quảng Đức, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Sự việc được xác nhận là trên mạng xã hội trong cái thời gian qua lưu truyền các cái video, trong đó có các cái phát ngôn, nội dung thuyết giảng của Đại đức Thích Nhuận Đức sai với tôn chỉ, giáo lý, giáo luật Phật giáo, đồng thời vi phạm các quy tắc thuyết giảng của Ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Thông báo 223 nhận định,
các cái phát ngôn và thuyết giảng này đã làm suy giảm niềm tin của xã hội đối với Phật giáo và Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Tại buổi làm việc ngày 4 tháng 6 năm 2024, sau khi xem xét, đánh giá và chỉ ra các cái sai phạm, Đại Đức Thích Nhuận Đức đã xin sám hối chư Tăng và Giáo hội. Trong thư sám hối vừa phổ biến ở trên mạng xã hội đó, ngày 6 tháng 6 năm 2024, ký bởi Đại Đức Thích Nhuận Đức đã cho biết, vị này đã nhận thức về sai phạm của mình. Con được quý ngài chỉ dạy những cái điểm sai và con đã nhận thức ra được những cái sai phạm của mình. Con cảm thấy mình là có lỗi quá nhiều và làm ảnh hưởng đến uy tín của giáo hội, ảnh hưởng đến hình ảnh trang nghiêm của chư tôn Đức Tăng Ni nói chung. Thư sám hối của Đại Đức Thích Nhuận Đức bày tỏ. Đại Đức Thích Nhuận Đức cho biết là kể từ ngày 4 tháng 6 năm 2024 sẽ là xin sửa sai, khắc phục hoàn toàn những cái bài giảng mang tính nhạy cảm con đều gỡ xuống hết ở trên các nền tảng mạng xã hội của con. Đồng thời con nguyện sẽ không thuyết giảng trong vòng một năm để thời gian này chuyên lo sám hối. Vị này bày tỏ ở trong thư sám hối. Kính thưa quý vị, thời gian gần đây ở trên mạng xã hội nổi sóng với hai hiện tượng, đó là ông Lê Anh Tú, bộ hành xuyên Việt, với pháp danh là Sư, pháp danh Minh Tuệ. Và những cái nội dung tự suy luận ở trong tương quan nhân quả được cho là của Thượng tọa Thích Trân Quang, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Về quan điểm của giáo hội trước các cái hiện tượng này, cụ thể là giáo hội vừa phát hành thông báo liên quan tới hiện tượng một công dân Việt Nam Lê Anh Tú, sinh năm 1981 tại Hà Tĩnh, ngụ tại tỉnh Gia Lai, bộ hành xuyên Việt, cho biết là thực hành một trong những cái pháp môn của Đạo Phật là khổ hạnh, hạnh Đầu Đà. Thượng tọa Thích Đức Thiện chia sẻ, Giáo hội Phật giáo Việt Nam luôn luôn hướng dẫn, cổ vũ, khuyến tấn và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tăng ni Phật tử và mọi người ở trong xã hội, bày tỏ niềm tin thực hành giáo pháp, tín ngưỡng, phục hành lời dạy của Đức Phật, tu tập các cái pháp môn của Đạo Phật theo đúng chính pháp, giới luật Phật chế, cũng như là phải tuân thủ theo pháp luật của nhà nước. Giáo hội tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, cũng như là quyền bày tỏ niềm tin tín ngưỡng, tôn giáo, thực hành lễ nghi tín ngưỡng, tôn giáo của tất cả mọi người dân. Đồng thời, giáo hội có trách nhiệm là xử lý các cái tổ chức cá nhân có những cái phát ngôn, thông tin truyền thông có nội dung là xuyên tạc, thiếu chính xác, thiếu khách quan, liên quan tới Phật giáo và Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Tu tập theo hành Đầu Đà là một trong số các cái pháp môn mà người tu học Phật Pháp thực hành. Hiện nay có những tăng ni Giáo hội Phật giáo Việt Nam đang là thực hành hạnh Đầu Đà, tu khổ hạnh tại các chùa, cơ sở tự viện theo đúng chánh pháp và các quy định của pháp luật. Đối với trường hợp bộ hành của ông Lê Anh Tú đã bị các TikToker, YouTuber lợi dụng đẩy hình ảnh để mà câu view và đưa ra nhiều bình luận là xúc phạm tới Đạo Phật và Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đây đang là cái vấn nạn câu view lợi dụng hình ảnh Phật giáo rất cần là chấn chỉnh hiện nay. Do đó giáo hội có thông báo để mà tránh biến tướng đồng hóa với Phật giáo, như một vài trường hợp đáng tiếc, năm chú tiểu, các nhà sư ở Long An tham gia các trò chơi giải trí thách thức danh hài, ca hát, nổi sóng dư luận ở trong thời gian dài. Trả lời về cái việc là hiện mạng xã hội còn có một hiện tượng, đó là những cái trích dẫn liên quan tới các phát ngôn được cho là xuất phát từ Thượng tọa Thích Trân Quang và một hai cá nhân khác. Thượng tọa Thích Trân Quang có tham gia vào hệ thống tổ chức của Giáo hội Phật giáo Việt Nam hay không? Và nhận định của giáo hội về hiện tượng này như thế nào? Thượng tọa Thích Đức Thiện nêu về những cái phát ngôn của Thượng tọa Trân Quang ở trong một cái số clip mà dư luận phản ánh đó. Việc này giáo hội đã giao Ban Hoằng pháp Trung ương và Văn phòng 2 Trung ương giáo hội tổ chức cái buổi làm việc vào ngày 19 tháng 4 năm 2024 tại Thiền viện Quảng Đức, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, để là kiểm điểm chấn chỉnh các cái nội dung dẫn dụ theo luật nhân quả trong giáo lý Phật giáo làm hoang mang xã hội không đúng với tôn chỉ. Chúng tôi xác nhận Thượng tọa Thích Trân Quang là trụ trì ngôi chùa Phật Quang thuộc quản lý của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thượng tọa Trân Quang không còn tham gia các ban ngành của Trung ương Giáo hội cũng như là Ban Trị sự địa phương tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Giáo hội cũng đang là tập hợp thông tin, sẽ xử lý theo quy định tăng sự khi có đủ cơ sở. Văn phòng Trung ương Giáo hội sẵn sàng tiếp nhận các phản ánh bằng văn bản chính thức liên quan đến vấn đề trên. Tới đây, giáo hội tiếp tục làm việc và chấn chỉnh cái việc là thuyết giảng của tăng ni, nhất là trên không gian mạng xã hội.
Vì sao ông Thích Minh Tuệ trở thành một cái hiện tượng? Ông Thích Minh Tuệ bỗng dưng trở thành hiện tượng không chỉ là trên mạng xã hội với hình ảnh và video lan truyền rộng rãi. Trước khi nổi lên như hiện nay, ông đã dành gần là 6 năm lặng lẽ tu theo hành Đầu Đà. Với đôi chân trần, y phục chấp nối từ giải dụng và lõi nồi cơm điện thay cho bình bát cát thực. Ông Thích Minh Tuệ sống một cái cuộc đời không nhà cửa, chỉ nhận phần thức ăn duy nhất ở trong ngày. Ông tập trung vào cái việc là tìm kiếm sự chính đạo theo con đường của Đức Phật. Hàng ngàn người đã tự phát đi theo ông Thích Minh Tuệ bày tỏ tôn sùng học đạo hay đơn giản là tò mò, nghi ngờ. Một số khác lại lợi dụng hình ảnh của ông để là tạo nội dung câu view, câu like ở trên mạng xã hội. Dù không mời gọi mọi người đi theo, ông Thích Minh Tuệ cũng không có cái quyền xua đuổi hay là ngăn cản họ. Cái sự kính ngưỡng của công chúng vì vậy cần được thể hiện một cách là văn minh và trí tuệ để là tránh biến những cái điều tốt đẹp thành rắc rối phiền não. Đây không phải là cái lần đầu ông Thích Minh Tuệ thực hành đập bộ từ Nam ra Bắc, nhưng mà tại sao lần này đó ông lại là trở thành cái hiện tượng mạng gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự và giao thông? Cái điều gì đã khiến cho hành trình của ông thu hút cái sự chú ý đặc biệt như vậy? Trong đoàn người đi theo ông Thích Minh Tuệ có nhiều thành phần đa dạng, bao gồm là tín đồ Phật giáo, những cái người hiếu kỳ và kể cả TikToker, YouTuber. Những người này thường quay clip, live stream và đăng tải ở trên các trang mạng xã hội, thu hút sự quan tâm lớn của dư luận. Các video và hình ảnh này đã nhận được nhiều bình luận với các cái quan điểm khác nhau, thậm chí là có những cái bình luận là xuyên tạc đời sống tu hành của Tăng Ni và Phật tử thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Bên cạnh đó thì các thế lực thù địch cũng nhân cái cơ hội này để là chống phá và xuyên tạc chính sách tôn giáo của đảng và nhà nước. Họ gieo rắc và thổi phồng mâu thuẫn, chia rẽ các tôn giáo, đánh tráo khái niệm và bịa đặt rằng đảng, nhà nước và chính quyền địa phương phân biệt đối xử, đàn áp tôn giáo. Những cái hành động này không chỉ là gây nhiễu loạn thông tin mà còn là làm phức tạp thêm tình hình, rồi ảnh hưởng tới an ninh trật tự và mối quan hệ giữa các tôn giáo ở trong xã hội. Sự đa dạng trong thành phần đoàn người theo sau ông Thích Minh Tuệ cùng với những cái hoạt động ở trên mạng xã hội đã tạo ra một cái môi trường đầy phức tạp, nơi các thông tin đúng sai lẫn lộn và dễ dàng bị lợi dụng để phục vụ cho những mục đích xấu. Chính vì vậy, cái việc cảnh giác và nhận thức đúng đắn về tình hình là rất quan trọng để là bảo vệ cái sự đoàn kết và ổn định trong xã hội. Trong giáo pháp của Đức Phật có 84.000 pháp môn tu tập. Mỗi pháp môn đều có giá trị và mục đích riêng. Ông Thích Minh Tuệ đã chọn hành Đầu Đà và đó là cái quyền lựa chọn của ông. Những người khác chọn các pháp môn tu khác cũng là quyền của họ. Tuy nhiên, do thiếu hiểu biết và quá sùng bái, một số cộng đồng mạng đã hạ thấp và phỉ báng các pháp môn tu khác. Cái điều này không chỉ là sai trái mà còn là có thể là vi phạm pháp luật. Một số YouTuber, TikToker và Facebooker đã là thổi phồng, kích động cái sự hiếu kỳ của mọi người, đặc biệt là giới trẻ, để là lôi kéo người dùng mạng tìm mục đích đáng hàng hoặc là để chú ý. Nhiều người hùa theo đám đông, chạy theo đón lõng sư thầy đi bộ, vái lại ròng rắn, đi theo cả một cái khoảng đường dài, xô đẩy rồi tranh chỗ đứng gần để mà chụp ảnh, quay phim. Những cái cảnh tượng lộn xộn, chen lấn này không chỉ là phản cảm mà còn là ảnh hưởng đến an ninh trật tự và giao thông của nhiều khu vực. Đặc biệt là những ngày qua, không ít người sùng bái thổi phồng cổ suý và anh hùng quá như là một cái gì Phật sống đối với ông Thích Minh Tuệ, truyền bá những tư tưởng không đúng về tôn giáo, gây mê tín dị đoan trong nhân dân. Việt Nam nằm trong nhóm 12 quốc gia trên thế giới và 6 quốc gia ở khu vực châu Á, Thái Bình Dương, có mức độ đa dạng tôn giáo rất là cao. Nước ta có 26,5 triệu tín đồ tôn giáo và tất cả các tôn giáo đều bình đẳng trước pháp luật. Người dân được là tự do lựa chọn tôn giáo tín ngưỡng hoặc là không tín ngưỡng.